Chào chào các bạn, như vậy là đã kết thúc của nửa đầu năm 2024 và thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng lên cách ngoạn mục, đã đạt được khoảng 15% tính từ đầu năm. Và cái điều này nó đúng với nhận định của mình từ đầu năm, đó là thị trường trong năm bầu cử tổng thống Mỹ là cái năm mà nó có cái tỷ lệ phần trăm xác suất sẽ tăng khá là mạnh, có thể xảy ra là nó sẽ tăng cao hơn những cái năm bầu cử thông thường ha. Nửa năm còn lại năm 2024 sẽ như thế nào đây? Video ngày hôm nay mình sẽ phân tích 5 cái thứ mà cũng như các bạn nào mà đang đầu tư vào thị trường chứng khoán Mỹ thì cần phải xem để mà có được những cái thông tin để mà đưa ra quyết định đúng đắn cho cái khoản đầu tư của mình cho cái phần còn lại của năm 2024. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau làm vào nội dung chính ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là cái phần lạm phát. Và cũng như các bạn biết là thị trường nó phụ thuộc khá nhiều vào những tin tức về Fed, Federal Reserve, về những chính sách của Fed đối với tình hình tài chính, đúng không ạ? Và Fed thì phụ thuộc hoàn toàn vào data của lạm phát. Tức là lạm phát nó giảm thì là tốt, mà lạm phát nó tăng lên thì Fed sẽ không có thích điều này. I think there is a possibility on the other side of this that inflation could actually be quite low. Rồi các bạn nhìn vào màn hình, đây là cái biểu đồ của lạm phát chính và đây là biểu đồ của lạm phát lõi, tức là lạm phát không bao gồm năng lượng và lương thực, đó gọi là core inflation rate. Thì các bạn thấy là cái lạm phát chính của Mỹ báo cáo gần nhất, tức là báo cáo của tháng 5 đó các bạn, nó đang đi ở khu vực này, tức là nó đang có khuynh hướng giảm nhẹ thôi chứ không có thực sự quá mạnh. Và cái này có vẻ đi ngang ngang các bạn ha. Đây là báo cáo của lạm phát chính các bạn ha, tháng 5 là 3.3%. Trong khi đó thì cái lạm phát lõi thì nó lại giảm khá là mạnh. Ở đây là cái báo cáo gần nhất là báo cáo tháng 5 thì nó đang giảm xuống như vậy thì khá là thuyết phục. Và báo cáo tháng 5 là đã đạt được 3.4% trong cái lạm phát lõi này. Thì ở đây một lần nữa cho thấy là lạm phát đang có xu hướng giảm. Mặc dù lạm phát chính thì lại đang đi có vẻ rất là lì lợm, mình gọi là lì lợm đúng không ha, rất là chậm rãi và không có thực sự mà quá giảm mạnh. Trong khi đó thì core inflation rate, tức là cái lạm phát lõi, thì lại giảm khá mạnh nha các bạn ha. Thì điều này nó thuyết phục Fed với cái quyết định là sẽ tiếp tục là giữ cái interest rate, giữ cái mức lợi suất nó cao như hiện tại và chưa có cắt giảm. Và cái lần Fed nói vừa rồi thì có thể là cuối năm nay sẽ xem xét cắt giảm một lần, nhưng mà sẽ tùy thuộc và thay đổi dựa vào những cái data sắp tới của lạm phát thôi các bạn ha. Nhìn chung thì cái tình hình lạm phát của Mỹ đang ở mức gọi là đang gần đến đích chứ chưa đến đích nha các bạn ha, nhưng mà đang có xu hướng khá là lạc quan bởi vì cái này nó đang giảm khá là mạnh nè các bạn ha, thì khá là lạc quan chứ chưa thực sự đã đến đích, nhưng mà nó đang gần đến đích. Thì đó là có thể là cuối năm nay là có thêm những cái data về lạm phát nó lại tích cực hơn thì cái này mình sẽ cập nhật lại ha. Nhưng mà hiện tại thì lạm phát đang ổn và đang có khuynh hướng tốt. Lạm phát tốt đúng không ạ? Vậy thì cái điều thứ hai mình muốn cho các bạn xem đó là cái tình hình suy thoái kinh tế cũng như là cái tình hình thất nghiệp của thị trường Mỹ như thế nào đây, để mình có cái sự tự tin đối với những khoản đầu tư của mình trong cái phần còn lại của năm 2024. Bây giờ mình sẽ cùng nhau là xem cái data nha các bạn ha. Ok, và đây là cái báo cáo thất nghiệp mà mình đã cập nhật với những thành viên trong group NKK Wealth. Thì các bạn thấy cái tỷ lệ thất nghiệp nó đang có một cái khuynh hướng là tăng lên nhẹ. Các bạn thấy sự tăng lên nhẹ không ạ? Và cái lần báo cáo mới nhất vừa rồi là đạt khoảng 4% nha các bạn ha. Vậy 4% này là tốt hay không tốt? Thì cái mục tiêu của Fed là giữ cái tỷ lệ thất nghiệp ở dưới mức 5%. Và 4% là cái mức khá ổn, không có gì mà phải đáng lo lúc này. Nó là một cái điều nó tự nhiên, tại vì khi mà tăng cái lãi suất cao trong năm ngoái đó, thì bây giờ giữ cái lãi suất cao như vậy thì cái tỷ lệ thất nghiệp nó sẽ phải bắt buộc đi lên. Và đi lên như vậy thì mà đi lên mình lên vừa phải đó các bạn ha, lên vừa phải ở mức dưới 5% là mức ổn. Do đó là cái tỷ lệ thất nghiệp hiện tại chưa có phải là
cái tỷ lệ mà đáng báo động hay là đáng lo lúc này. Chính vì cái thất nghiệp mà nó chưa cao như vậy thì nó dẫn đến một cái điều là cái suy thoái kinh tế hiện tại vẫn có thể là nó chưa có xảy ra. Nó là một cái điều gì đó nó khá hiện tại là khá ổn bạn ha. Thì ở đây là một cái báo cáo, không phải báo cáo mà là một cái chỉ số về cái xác suất của một cái đợt recession, tức là một cái đợt suy thoái kinh tế nó có xảy ra hay không. Thì các bạn thấy cái đường 5% này các bạn, cái đường màu đỏ này, cái đường màu đỏ là cái đường mà khi mà cái mức cái biểu đồ này mà nó chạm phải đường này đó, như những cái lần này này, thì cái xác suất mà suy thoái kinh tế xảy ra nó sẽ cao hơn nhiều. Và hiện tại thì nó vẫn đang ở mức là khoảng bao nhiêu ạ, ở mức khá thấp nha các bạn ha, ở vùng này. Tức là nó không có thực sự đáng lo ngại lúc này, chưa xảy ra các bạn ha, chưa có đáng lo ngại lúc này. Nó vẫn còn một khúc lần, nó vẫn còn xa. Thất nghiệp đang thấp và cái tỷ lệ này, tỷ lệ về cái xác suất suy thoái kinh tế nó vẫn còn đang rất là xa so với cái mức 5% này. Thì do đó là một lần nữa mình khẳng định là cái thị trường lao động, thất nghiệp ổn và suy thoái kinh tế vẫn chưa có một cái gì đó nó thực sự đang xảy ra cả, chưa có gì xảy ra cả. Do đó là hiện tại đang khá là lạc quan. Lạm phát ổn, suy thoái kinh tế chưa xảy ra, khả năng còn thấp đúng không ạ? Và cái tình hình thất nghiệp vẫn đang trong tầm kiểm soát, mặc dù là đang tăng lên một tí. Vậy thì thị trường chứng khoán Mỹ sẽ như thế nào đây? Bây giờ mình sẽ xem về những cái data của thị trường trong cái đợt tháng 7 sắp tới đi các bạn ha. Rồi, tháng 7 là cái tháng mùa hè đúng không ạ? Thường thường là mùa hè là có cái summer rally, tức là cái tháng, những cái tháng mà mùa hè đã tăng khá mạnh. Và tháng 7 được cho là cái tháng tốt nhất từ năm 1950 theo lịch sử thống kê nha các bạn ha. Nhưng mà ở đây các bạn thấy là cái group này, đây là thống kê của tháng 7 đúng không ạ? Nhưng mà cái tháng mà chính xác hơn là cái năm này là năm bầu cử tổng thống Mỹ. Là cái năm election year này các bạn ha, thì có return của nó khá là khiêm tốn so với cái tháng trước. Tháng trước của nó là tháng 6 đúng không ạ? Tháng 6 mà tăng mạnh thì tháng 7 có vẻ như là nó có một nhịp hồi lại. Sau đó thì tháng 8 nó sẽ như thế nào đó mình nói sau ha. Thì tháng 7 có vẻ như là vẫn ở cái mức tăng nhưng mà nó khiêm tốn hơn tháng 6. Và ở đây mình rõ hơn thì ở đây mình đã chia sẻ với group NKK Wolf á, thì summer rallies, tức là cái những cái tháng mà mùa hè mà tăng lên đó là một chuyện là rất là bình thường trong cái năm bầu cử, những năm bầu cử giống như năm nay. Và các bạn thấy là tháng 6 nè là tăng mạnh nè, và tháng 7 thì có vẻ như là nó hơi khiêm tốn tí. Rồi tháng 8 nó lại tăng lên giống như tháng 6. Thì đây là thống kê các bạn ha, thống kê từ năm 1950 đến giờ. Và cái này nhìn rõ hơn với cái này các bạn. Ở đây họ cũng có một cái thống kê khác nữa, đó là cái S&P 500 nó cũng là tháng nó đang có vẻ như là đi ngang nhiều hơn, đi lên nhưng mà sau đó đi ngang nhiều hơn các bạn ha. Thì ở đây mình một lần nữa mình nhìn vào cái biểu đồ S&P 500. Đây là cái tháng, các bạn thấy là tháng 6 nó tăng lên khá mạnh nha các bạn. Tháng 6 thì tăng lên khá mạnh. Tháng 6 tăng lên khá mạnh thì cái thống kê vừa rồi mình thấy là khi mà tăng lên rất mạnh như vậy thì cái đợt tháng 7 nó có thể là nó sẽ hồi lại nhưng mà không hồi quá mạnh, không rớt quá mạnh nữa các bạn. Để mà tiếp tục là tháng 8 có thể nó sẽ tiếp tục là cái đà của nó. Và tháng 9 sau đó nữa thì cái này mình không biết chắc chắn, nhưng mà thường thường là tháng 9 là tháng mà nó hay yếu nhất. Thì cái này mình sẽ phân tích sau. Và có thể là những cái phân tích này nó đúng bây giờ, nhưng mà cái hoặc là một tuần sau nữa có những cái news gì đó nó xảy ra thì mình phải tiếp tục lại phân tích lại cho các bạn ha. Nhưng mà hiện tại dựa theo cái thống kê đó thì tháng 6, khi mà tháng 6 nó tăng mạnh như vậy thì tháng 7 có thể là nó không có còn tăng mạnh nữa mà nó có một cái nhịp hồi lại, đâu đó nó nhẹ hơn một tí. Nhưng mà không có nghĩa là nó sẽ rớt mạnh nữa các bạn ha, cũng không có nghĩa là nó sẽ tăng mạnh. Phần tiếp theo mình muốn cho các bạn xem là cái tổng quan về thị trường chứng khoán Mỹ cho cái phần còn lại của năm 2024, liệu nó có còn tiếp tục cái đà tăng của nó hay không. Ok, các bạn thấy trên màn hình là cái biểu đồ S&P 500 từ đầu năm 2024 cho đến cuối tháng 6 2024, tức là nửa năm đầu đúng không ạ, thì nó đã có cái return là trên 15%, là khá ấn tượng các bạn ha, nửa năm mà đạt trên 15%. Thì ở đây có một thống kê cho gì các bạn tham khảo, tức là
Ở đây họ nói là đừng có give up, đừng có từ bỏ cái bull market này, tại vì nó còn tăng nữa. Ở đây thống kê thị trường S&P 500 sau khi nó tăng trên 10% các bạn ha, tăng trên 10% nè, year to date, tức là từ đầu năm đến giờ đó, đến giữa năm của giữa một năm, tức là năm nay các bạn ha, tức là hiện tại thì giữa năm ha, mà đạt trên 10% từ đầu năm đến giờ, hiện tại là trên 15% rồi, thì ở đây họ cho ra cái xác suất thống kê như này. Từ năm 1954 đến bây giờ, ở đây họ thống kê ra là full year, là tức là từ đây đến, tức là cái cả năm đó các bạn, là cái tỷ lệ nó đạt như thế nào, thì ở đây họ cho ra thống kê như này ha, những cái năm như vậy. Thì ở đây họ thấy là trong vòng 3 tháng tới thì khá là nhiều năm, một vài năm nó bị âm các bạn ha, bị âm xuống, và cái phần còn lại của năm thì ít hơn, ít bị âm ha. Nhưng mà tổng quan của cả năm đó bạn, tổng quan của cả năm thì ở đây họ cho ra cái xác suất là đến 100%, 100% là cái thị trường S&P 500 nó có cái return dương, tức là return tăng trưởng với mức trung bình median và average là đâu đó khoảng 25-26% các bạn ha. Tức là tổng cả năm luôn á, từ đầu năm đến cuối năm đó, thì cái xác suất thị trường nó tăng là 100% với cái mức trung bình đâu đó khoảng 25-26%. Và thì có thể là 3 tháng tới nè, 3 tháng tới thì cái xác suất nó tăng sẽ không nhiều. Nó cũng có tăng nhưng mà nó tăng cũng ổn nha các bạn ha. Và cái phần còn lại của năm là cái phần này các bạn, 82% là cái mức tăng, khoảng 7 đến 9% là cái mức trung bình ha. Thì ở đây là một cái khá là lạc quan, đúng không? Khá là lạc quan thì đây là thống kê các bạn ha, mình không có nói theo cái cảm tính, mình nói theo số liệu. Đó, ở đây thống kê nó cho thấy như vậy. Và cái phần cuối cùng mình muốn cho các bạn xem đó là cái nhóm công nghệ nó đã tăng lên rất là mạnh, và hiện tại đã có những cái data mà nó cho thấy là những cái tháng sắp tới có thể là những cái tháng khó khăn đối với nhóm công nghệ này. Rồi đối với nhóm công nghệ này thì mình sẽ lấy cái data mà mình đã chia sẻ với group NKK Wealth. Thì ở đây các bạn thấy, ở đây mình đọc cho các bạn nghe các bạn ha, thì nhóm Nasdaq và nhóm công nghệ các bạn thì có nhiều cảnh báo nhưng mà chưa phải là tín hiệu xấu sẽ xảy ra ngay lập tức các bạn ha. Thì cái chart này cho thấy là từ năm 1986 đến nay, khi mà cái vùng chấm đỏ với cái chỉ số mà đạt 0.1 hoặc là hơn đó, thì cái Nasdaq 100 sẽ vẫn giữ giá ok trong vòng vài tháng tiếp theo. Nhưng mà toàn bộ sự tăng giá này đều sẽ bị hồi ngược lại chỉ trong vòng 1 năm sau đó. Hiện Nasdaq cũng đang trong cái vùng đỏ này, nên có thể lấy cái thông tin này để làm lưu ý về sau. Nếu mà xét theo cái tỷ lệ mà xác suất á, thì từ 1 tuần cho đến 6 tháng sau, cái xác suất mà win rate, tỷ lệ thắng của Nasdaq á, vẫn ổn các bạn ha, vẫn ổn từ 50 cho đến 64%, nhưng mà 1 năm sau đó thì cái win rate này chỉ còn có 36% thôi. Ở đây các bạn thấy là cái vùng màu đỏ, tức là cái Nasdaq hiện tại nó đang vào trong cái vùng màu đỏ các bạn. Đang trong những cái vùng màu đỏ đó, đang cảnh báo các bạn ha. Thì ở đây là những cái gì mà mình thấy được trên cái data này là một cái sự cảnh báo, có thể là sắp tới là một vài tháng vẫn ổn nhưng mà một năm sau đó thì thường là nó sẽ có cái sự khó khăn trong đó. Và ở đây nữa các bạn, một lần nữa mình cũng đã nói rằng là một lần nữa nè, khá nhiều cảnh báo đối với nhóm công nghệ nè, thì nhóm công nghệ đã tăng vượt mức cả ngắn hạn lẫn dài hạn, tức là trên đường trung bình 20 EMA 7.75% và trên đường trung bình 200 thì đã 27% rồi. Thì theo lịch sử, khi cái điều này xảy ra thì nhiều khả năng nhóm công nghệ sẽ gặp khó khăn hơn trong các tháng tiếp theo, với xác suất là 11 lần trên 13 lần sẽ bị thua, sẽ bị loss. Điều này khá là tốt để mà mua những nhóm công nghệ ha. Thì ở đây các bạn thấy là cái cả về mặt ngắn hạn lẫn dài hạn của Nasdaq thì hiện tại đã tăng vượt mức, và các bạn thấy vượt mức đó các bạn ha, vượt mức nè. Thì đây là một cái gì đó mà mình nghĩ là nó sẽ có thể là nó, dựa theo cái thống kê này thì sẽ có một cái sự khó khăn sắp tới với Nasdaq, nhưng nhóm công nghệ sắp tới các bạn ha. Và ở đây có một cái data nữa mà mình muốn cho các bạn thấy là đó là cái khi mà cái nhóm công nghệ này mà đã tăng 13 tháng hoặc hơn
liên tiếp các bạn ha, liên tiếp 13 tháng hoặc hơn nhiều hơn nữa thì đồng hành với đó là cái việc S&P 500 mà trong cái tháng vừa rồi mà nó tăng mà nó đã đạt được cái mức cái đỉnh của 3 năm vừa rồi đó, 3 năm liên tiếp, tức là Nasdaq mà tăng hơn 13 tháng giống như đợt vừa rồi, và kèm theo đó là khi mà S&P 500 nó cũng tăng và lập đỉnh của 3 năm ha, thì sắp tới đây thì cái dựa theo cái thống kê này một lần nữa thì một tuần, hai tuần và một tháng sau đó thì cái Nasdaq nó sẽ có nhiều cái tỷ lệ là nó sẽ đỏ nhiều hơn so với là việc xanh. Nhưng mà về lâu dài thì mình nghĩ những cái đợt như vậy thì nó rất là tốt, là thu hút những cái đầu tư vào những cái mã công nghệ, những công ty tốt các bạn ha. Thì đây là cái thống kê của Nasdaq, những cái mã công nghệ. Và đây họ còn nói rằng là ở đây có một cái sự dịch chuyển, tại vì á về lâu dài, về cuối năm đó mà thì cái thị trường S&P 500, thị trường chung đó, nó vẫn có nhiều cái lạc quan, mặc dù là công nghệ nó sẽ có thể là cái gì đó nó sẽ yếu dần đi, thì thay vào đó thì nó có cái sự dịch chuyển của những cái nhóm nhóm khác nó sẽ thay thế nhóm công nghệ, tại vì khi mà lãi suất nó bắt đầu rớt xuống thì những cái nhóm mà nó được hưởng lợi nhiều hơn á thì nó sẽ có thể là nó sẽ thay thế cái nhóm công nghệ lúc này. Thì ở đây họ có đề ra một vài cái nhóm, thì cái này mình sẽ chia sẻ lại với những thành viên trong group NKK Wealth để biết được những cái nhóm này. Alright, như vậy là mình đã chia sẻ xong cái phần mà mình muốn chia sẻ với nhiều các bạn về cái phần còn lại của năm 2024, thị trường chứng khoán Mỹ sẽ như thế nào, và sẽ có những cái mã stock hiện tại đã quá cao, quá mắc rồi, trong khi đó có những cái mã stock khác mà nó vẫn đang bị chìm đắm trong khủng hoảng, và liệu nó có đáng để mà đầu tư hay không, thì những cái mã stock này team sẽ nghiên cứu và cố gắng đưa ra những cái nhận định phù hợp với những cái thành viên trong group NKK Wealth. Thì quý vị các bạn nào mà muốn nhận được những chia sẻ này cũng như là những cái lệnh trade ngắn hạn cũng như là những cái mã đầu tư dài hạn của team, thì quý vị các bạn có thể tham khảo đăng ký làm thành viên tại trang web là nkkwealth.com. Và bây giờ mình xin phép là kết thúc video ở đây. Chúc quý vị các bạn có một ngày tốt lành và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.